Bữa nay chủ nhật mình được nghỉ nên ăn sáng ở nhà luôn nha. Bữa sáng hôm nay của Jenny gồm có nước vắt trái bưởi, pate cột đèn Hải Phòng, mình không biết có ngon hay không, bây giờ mình mới ăn thử đó. Chả lụa ở bên tiệm Jenny rất là thích luôn. Mâm mâm nha, ở nhà ăn vậy đó. Đây là em nó, pate cột đèn. Jenny thấy anh cũng ok lắm. Cũng được ạ. Thì nó cũng tiện, có hơn 3 euro một cái hũ này, đâu như 200 gram hay gì đó. Rồi mình bỏ thêm xíu đồ vô cũng được, hoặc là ăn thẳng vậy cũng ok, tiện lợi ha. Đây mình sẽ ăn như vậy nha, nhanh gọn lẹ.